một sân chơi âm nhạc hoàn toàn mới lạ. Một cuộc thi tìm kiếm tài năng ca hát dành cho dòng nhạc bolero, dòng nhạc được xem là tâm hồn của người Việt, nhằm tìm ra thế hệ kế tiếp của ông hoàng nữ hoàng dòng nhạc bolero. Trữ tình, sâu lắng, nhiều cảm xúc. Sau một thời gian ngắn, solo cùng bolero đã nhận được sự quan tâm của đông đảo thí sinh đến từ mọi miền đất nước. Chương trình đã tổ chức sơ tuyển lần lượt tại Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh. Tổng lượng thí sinh đến dự thi tại hai địa điểm lên tới 8.000 thí sinh. Tại vòng sơ tuyển, ban giám khảo gồm ca sĩ Phương Dung, nhà báo Minh Đức, ca sĩ Phi Nhung đã làm việc một cách công tâm nhất để lựa chọn ra 30 thí sinh xuất sắc nhất từ hàng ngàn thí sinh góp mặt vào đêm bán kết của chương trình. Sau vòng sơ tuyển, các thí sinh sẽ cùng nhau tranh tài trong 8 đêm thi, trong đó có 2 đêm bán kết và 6 đêm chung kết. Ban giám khảo là những tên tuổi hàng đầu ở dòng nhạc bolero như ca sĩ Lệ Thu, ca sĩ Phương Dung, ca sĩ Phi Nhung, ca sĩ Đông Đào và nhà báo Minh Đức cùng những khách mời đặc biệt cho từng đêm. Khi tham gia solo cùng bolero, các thí sinh sẽ được ban tổ chức tạo điều kiện đầu tư tốt nhất về nhiều mặt, được học tập, hướng dẫn về thanh nhạc và kỹ năng biểu diễn trên sân khấu, được tư vấn và hỗ trợ về trang phục, trang điểm, làm tóc để có diện mạo mới, phù hợp với việc trình diễn trên sân khấu của từng thí sinh. Tất cả nhằm giúp các bạn có được sự tự tin lớn nhất khi thể hiện phần thi của mình. Sân khấu của solo cùng bolero sẽ được đầu tư hoành tráng, sang trọng, mới lạ với âm thanh và ánh sáng hiện đại. Đặc biệt, các thiết bị thu hình được đầu tư chất lượng cao nhất hiện nay như Flycam, Boom Robot, Dolly, Steadicam với nhiều góc máy hiệu quả đặc biệt như góc máy cao Top Shot, góc máy thấp Minicam đem đến cho khán giả truyền hình nhiều cảm giác mới lạ và hấp dẫn. Tham gia chương trình, các thí sinh không chỉ được thể hiện tài năng và đam mê của mình mà còn có cơ hội chinh phục những giải thưởng hấp dẫn với tổng trị giá 400 triệu đồng tiền mặt và những phần quà từ nhà tài trợ Sam Angela. Hai gương mặt sẽ đồng hành cùng với cuộc thi trong vai trò người dẫn chương trình là MC diễn viên Quyền Linh và MC Quỳnh Chi. Và bây giờ chúng ta cùng nhìn ngắm 10 giọng ca xuất sắc nhất của chương trình solo cùng bolero. Mã số 1, Nguyễn Thanh Nhường. Ngày đôi ta đến đây cũng vườn xưa chốn này. Mã số 2, Nguyễn Thị Kim Hoa. Ba, Võ Minh Tiến. Tới nhưng chưa lần nói lá thu rơi lại rơi. Mã số 4, Lê Minh Trung. Mã số 5, Trần Thị Phượng Em. Sáu, Lâm Ngọc Hoa. Anh với em gặp nhau, tưởng rằng mình quen nhau thôi, khi đã biết thì yêu rồi. Mã số 7, Huỳnh Nguyễn Như Trang. Nguyễn Khánh Hoàng. Cửa trái tim sao em hững hờ, ngõ hồn tái tê đâm cánh thần thờ. Mã số 9, Trịnh Thanh Thảo. Em về đường về nhà em, mưa ướt lá trên cao. Mã số 10, Nguyễn Phú Quý. Con dài lê thế, đời còn đam mê. Các thí sinh đã sẵn sàng với quyết tâm và khát khao lớn nhất. Vậy chúng ta cùng tiếp tục hành trình đi tìm chủ nhân ngôi vị quán quân mùa giải đầu tiên của solo cùng bolero.